Phật tử, ví như mặt trời mặt trăng, một mình không bạn bè, đi khắp hư không lợi ích chúng sinh. Chẳng nghĩ như vậy, tôi từ đâu đến và đi về đâu? Chư Phật Như Lai cũng lại như thế, đánh vốn tịch diệt, không có phân biệt. Thì hiện du hành tất cả pháp giới vì muốn lợi ích các chúng sinh, mà làm các Phật sự không có ngừng nghỉ. Chẳng sinh hiếu luận phân biệt như vậy, ta từ đó đến và đi về kia. Các vị Phật tử, ví như mặt trời, mặt trăng, một mình không bạn bè, đến một mình, đi một mình, đi khắp hư không, lợi ích chúng sinh, tuyệt đối chẳng nghĩ như vậy. Tôi từ phương Đông đến, tôi phải đi về phương Tây, mặt trời mặt trăng chẳng có tư tưởng như thế. Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sinh cũng lại như thế. Đối với chúng sinh chẳng có kẻ công, tánh của Như Lai vốn tịch diệt không có phân biệt, mà thị hiện du hành tất cả pháp giới. Vì muốn lợi ích các chúng sinh mà làm đại Phật sự, không có khi nào ngừng nghỉ. Chẳng sinh hỷ luận và phân biệt như vậy, ta từ đâu đến và đi về đâu? Phật tuyệt đối chẳng nghĩ như thế. Phật tử, Đại Bồ Tát nên dùng vô lượng phương tiện, vô lượng tánh tướng như vậy để thấy biết hạnh của Như Lai ứng chánh đẳng giác tu hành. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên dùng vô lượng phương tiện, vô lượng tánh tướng, vô lượng giải thoát, vô lượng ví dụ như vậy để thấy biết hạnh của Như Lai ứng chánh đẳng giác tu hành. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên mà nói kệ rằng: Ví như trần như chẳng sinh diệt, không có phương sở chẳng thấy được, bậc đại lợi ích đu như vậy, vượt qua ba đời không thể lường. Giống như hư không chẳng sinh chẳng diệt, chẳng sạch chẳng dơ, chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Vì chân như chẳng có phương sở nhất định, nhưng chân như tận hư không khắp pháp giới, chẳng có gì mà không bao dung chân như như hư không, cho nên chẳng có ai thấy được hư không hình tướng như thế nào, chẳng có ai nhìn thấy được chân như hình tướng như thế nào. Hạnh của bậc đại lợi ích Phật tu cũng như thế, vượt qua ba đời cho nên không thể lường, tức cũng là chẳng có số lượng. Pháp giới chẳng giới, chẳng chẳng giới, chẳng phải có lượng, chẳng vô lượng, bậc đại công đức tu cũng thế, chẳng lượng vô lượng vì không thân. Pháp giới và hư không như nhau, chẳng có giới hạn nhất định, cũng chẳng có chẳng phải giới hạn nhất định. Pháp giới cũng chẳng phải có số lượng, cũng chẳng phải chẳng có số lượng. Hạnh của bậc đại công đức Phật tu cũng như vậy, cũng chẳng có số lượng, cũng chẳng phải chẳng có số lượng. Tại sao? Vì chẳng có thân hình có thể thấy được. Ví như chim bay ước ngàn dặm, ví như chim bay ước ngàn năm, trước sau hư không đồng không khác. Các kiếp diễn nói hạnh Như Lai, đã nói chưa nói không thể lường. Giống như chim bay ở trong hư không, trải qua ước ngàn năm thời gian, cũng chẳng thấy được thuở trước sinh, cũng chẳng thấy được thuở sau sinh. Ở giữa cũng chẳng có dấu tích gì có thể thấy, đồng với hư không chẳng có gì phân biệt. Trong trăm ngàn ước kiếp sẽ nói hạnh của Như Lai tu hành, dù đã nói hoặc chưa nói đều không thể lường. Đại bàng trên không quán sát biển, quạt nước làm hai bắt lấy rồng, thập lực hay cứu người căn lành, khiến thoát biển cõi trừ các hoặc. Chìm đại bàng cánh vàng bay ở trên hư không, dùng mắt thanh tịnh quán sát rồng ở trong biển, dùng hai cánh quạt nước biển sẽ làm hai, thấy rồng dưới đáy biển, những con rồng sắp chết đều bị chim đại bàng cánh vàng bắt lấy ăn. Đấng thập lực Phật hay cứu thoát những chúng sinh căn lành thành thục, khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi biển cõi tam giới, trừ sạch hết nghi hoặc phiền não. Ví như trời trăng du hư không, chiếu đến tất cả chẳng phân biệt. Thế Tôn đi khắp nơi pháp giới, giáo hóa chúng sinh không động niệm. Ví như mặt trời và mặt trăng du hành ở trong hư không, vẫn đến đi một mình chẳng có bạn bè, nhưng hay chiếu đến tất cả vạn vật mà bản thân chẳng có phân biệt. Thế Tôn du hành khắp pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng sinh khởi tâm phân biệt. Phật tử, các đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được Như Lai ứng chánh đẳng giác thành chánh giác? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các vị Phật tử, các vị đại Bồ Tát nên làm thế nào để biết được Như Lai ứng chánh đẳng giác thành chánh giác? Phật tử, đại Bồ Tát nên biết Như Lai thành đẳng chánh giác, nơi tất cả nghĩa không chỗ quán sát, nơi pháp bình đẳng không chỗ nghi hoặc,
không hai không tướng, không hành vi, không ngừng, không lượng, không bờ, xa lìa hai bên, trụ nơi trung đạo, vượt qua tất cả, văn tự, lời nói. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết, khi Như Lai thành đẳng chánh giác, đối với tất cả nghĩa không có sự quán sát, đối với pháp bình đẳng không có sự nghi hoặc, không hai không tướng, không hành vi, không ngừng nghỉ, không có số lượng, không bờ mé, xa lìa hai bên, không và có, chỗ nơi trung đạo liễu nghĩa, vượt qua tất cả văn tự và lời nói. Do đó có câu: lìa tất cả tướng văn tự, lìa tất cả tướng lời nói, lìa tất cả tướng tâm duyên. Biết tâm niệm hành vi của tất cả chúng sinh, căn tánh ưa thích, phiền não nhiễm tập, ở trong một niệm đều biết tất cả các pháp ba đời. Như Lai biết tâm niệm hành vi của tất cả chúng sinh, lại biết căn tánh và ưa thích của chúng sinh, lại biết phiền não và nhiễm tập của chúng sinh, ở trong một niệm đều biết tất cả các pháp ba đời của chư Phật. Phật tử, ví như biển cả hay ấn hiện sắc thân hình tượng của tất cả chúng sinh khắp trong bốn thiên hạ, cho nên đều nói rằng là biển cả. Chư Phật Bồ Đề cũng lại như thế, hiện khắp tâm niệm căn tánh ưa thích của tất cả chúng sinh mà không chỗ hiện, cho nên gọi là chư Phật Bồ Đề. Các vị Phật tử, ví như biển cả hay ấn hiện sắc thân hình tượng của tất cả chúng sinh khắp trong bốn thiên hạ, vì lẽ đó cho nên mọi người đều cùng gọi là biển cả. Chư Phật Bồ Đề cũng lại như thế, hiện khắp tâm niệm căn tánh ưa thích của tất cả chúng sinh mà không chỗ hiện, bổn lai là như vậy, vì lẽ đó cho nên gọi là chư Phật Bồ Đề. Phật tử, chư Phật Bồ Đề, tất cả văn tự không thể tuyên nói, tất cả âm thanh không thể đến được, tất cả lời lẽ không thể nói được, chỉ tùy sở ứng phương tiện khai thị. Các vị Phật tử, chư Phật Bồ Đề, tất cả văn tự không thể hình dung ra được, tất cả âm thanh không thể biểu đạt ra được, tất cả lời lẽ không thể nói ra được, chỉ tùy thuận cơ cảm của chúng sinh mà dùng phương tiện để khai thị chúng sinh. Phật tử khi Như Lai ứng chánh đẳng giác thành chánh giác thì đắc được thân lượng đồng tất cả chúng sinh, đắc được thân lượng đồng tất cả pháp, đắc được thân lượng đồng tất cả cõi, đắc được tất cả thân lượng đồng tất cả ba đời, đắc được thân lượng đồng tất cả Phật, đắc được thân lượng đồng tất cả lời lẽ, đắc được thân lượng đồng chân như, đắc được thân lượng đồng pháp giới, đắc được thân lượng đồng cõi hư không, đắc được thân lượng đồng cõi vô ngại, đắc được thân lượng đồng tất cả nguyện, đắc được thân lượng đồng tất cả hạnh, đắc được thân lượng đồng cõi tịch diệt niết bàn. Phật tử, như thân đắc được lời lẽ và tâm cũng lại như thế, đắc được vô lượng vô số tam luân thanh tịnh như vậy. Các vị Phật tử, khi Như Lai ứng chánh đẳng giác thành chánh giác, vì pháp thân của Phật chẳng có gì để có thể độ lượng, cho nên đắc được thân lượng đồng tất cả chúng sinh, đắc được thân lượng đồng tất cả pháp, đắc được thân lượng đồng tất cả cõi, đắc được tất cả thân lượng đồng tất cả ba đời, đắc được thân lượng đồng tất cả Phật, đắc được thân lượng đồng tất cả lời lẽ, đắc được thân lượng đồng chân như, đắc được thân lượng đồng pháp giới, đắc được thân lượng đồng cõi hư không, đắc được thân lượng đồng cõi vô ngại, đắc được thân lượng đồng tất cả nguyện, đắc được thân lượng đồng tất cả hạnh, đắc được thân lượng đồng cõi tịch diệt niết bàn. Tóm lại, vũ trụ có gì thì lượng pháp thân của Phật cũng đồng như vậy. Các vị Phật tử, Phật đắc được pháp thân như vậy, lời lẽ và tâm ý cũng lại như thế, đắc được vô lượng vô số tam luân thanh tịnh như vậy, nghĩa là thân cũng thanh tịnh, miệng cũng thanh tịnh, ý cũng thanh tịnh. Phật tử khi Như Lai thành chánh giác, trong thần hài thấy khắp tất cả chúng sinh thành chánh giác, cho đến các hiện tất cả chúng sinh vào niết bàn. Các vị Phật tử khi Như Lai thành chánh giác thì trong thân Như Lai thấy khắp tất cả chúng sinh thành chánh giác, vì Như Lai đã thành chánh giác cho nên thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Vì chúng ta chưa thành chánh giác cho nên thấy mọi người đều là chúng sinh, giống như mắt mang kính màu đỏ thì nhìn thấy tất cả đều là màu đỏ, nếu mắt mang kính màu vàng thì nhìn thấy tất cả đều là màu vàng, mắt mang kính chúng sinh thì thấy tất cả đều là chúng sinh. Đó là cảnh giới khác nhau của mỗi người. Như Lai chẳng những thấy hết thảy chúng sinh đều thành chánh giác, mà còn thấy hết khắp tất cả chúng sinh và niết bàn đều đồng một tánh, đó là vô tánh,
hơn tất cả tánh, đó là tánh vô tướng, tánh vô tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ta, tánh chẳng phải ta, tánh không chúng sinh, tánh chẳng phải không chúng sinh, tánh không bồ đề, tánh không pháp giới, tánh chẳng hư không, tánh cũng lại không có thành chánh giác. Đều đồng một tánh, chẳng có sự phân biệt, một tánh tức là vô tánh. Không tất cả tánh, đó là tánh vô tướng, tánh vô tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ta, tánh chẳng phải ta, tánh không chúng sinh, tánh chẳng phải không chúng sinh, tánh không bồ đề, tánh không pháp giới, tánh chẳng hư không, tánh cũng lại không có thành chánh giác. Vì biết tất cả pháp đều không tánh, đắc được nhất thiết trí, đại bi tương tục, cứu độ chúng sinh. Vì biết tất cả pháp đều không thể tánh, cho nên đắc được nhất thiết trí, tâm đại từ bi hỷ xả tương tục không ngừng, cứu độ hết thảy chúng sinh thọ khổ. Phật tử ví như hư không, tất cả thế giới hoặc thành hoặc hoại, thường không tăng giảm. Tại sao? Vì hư không chẳng sinh, chư Phật Bồ Đề cũng lại như thế, hoặc thành chánh giác, hoặc thành chẳng thành chánh giác, cũng không tăng giảm. Tại sao? Vì Bồ Đề không tướng, chẳng không tướng, chẳng một, chẳng các thứ. Các vị Phật tử ví như hư không, hết thảy tất cả thế giới hoặc là thành hoặc là hoại, đối với hư không chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao? Hư không tức là hư không, hư không chẳng sinh cũng chẳng diệt. Bồ Đề của chư Phật cũng là như thế, giống như hư không. Do đó có câu: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không, hoặc thành chánh giác, hoặc chẳng thành chánh giác, đối với tánh Bồ Đề cũng không tăng không giảm. Tại sao? Vì tánh Bồ Đề như hư không, chẳng có hình tướng, cũng chẳng không hình tướng. Tất cả đều là biểu hiện của Bồ Đề. Tất cả vì Bồ Đề mà nói pháp, nó cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải các thứ. Phật tử, giả sử có người có thể hóa ra tâm nhiều như số cát sông Hằng, mỗi mỗi tâm lại hóa làm Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều không sắc, không hình, không tướng. Như vậy, hết số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, không có ngừng nghỉ. Phật tử, ý các vị thế nào? Người đó hóa tâm, hóa làm Như Lai có tất cả là bao nhiêu? Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức nói: nhiều chỗ tôi hiểu nghĩa của Ngài nói, hóa và không hóa đồng nhau chẳng khác, sao lại hỏi là có bao nhiêu? Các vị Phật tử, giả sử có người có thể biến hóa ra tâm của mình nhiều như số cát sông Hằng, trong mỗi hóa tâm lại biến hóa làm Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều không có sắc, không có hình trạng, không có tướng mạo, có thể tìm được. Như vậy hết số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, không có ngừng nghỉ. Các vị Phật tử, ý các vị thế nào? Tâm của người đó hóa ra, Phật của người đó hóa ra rốt ráo có tất cả là bao nhiêu? Lúc đó Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức nói: nhiều chỗ tôi hiểu nghĩa lý của Ngài nói, hóa và không hóa đồng nhau chẳng khác biệt, sao Ngài lại hỏi là có bao nhiêu? Bồ Tát Phổ Hiền nói: lành thay Phật tử, như lời Ngài nói, giả sử tất cả chúng sinh ở trong một niệm đều thành chánh giác và chẳng thành chánh giác đồng nhau không khác. Tại sao? Vì Bồ Đề vô tướng, nếu không có tướng thì sẽ không tăng không giảm. Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết như vậy, thành đẳng chánh giác đồng với Bồ Đề, một tướng vô tướng. Bồ Tát Phổ Hiền trả lời nói: lành thay Phật tử, như lời Ngài nói, giả sử tất cả chúng sinh ở trong một niệm đều thành chánh giác và chẳng thành chánh giác đồng nhau không khác. Tại sao vậy? Vì Bồ Đề là vô tướng, nếu không có tướng thì sẽ không tăng không giảm. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết đạo lý thành đẳng chánh giác như vậy, đồng với Bồ Đề một tướng vô tướng. Khi Như Lai thành chánh giác, dùng một tướng phương tiện và tăng muội thiện giác trí, và rồi nơi một thân rộng lớn thành chánh giác, hiện thân đồng số tất cả chúng sinh trụ ở trong thân, như một thân rộng lớn thành chánh giác, tất cả thân rộng lớn thành chánh giác cũng đều như vậy. Phật tử, Như Lai có vô lượng môn thành chánh giác như vậy, bởi vậy nên biết Như Lai hiện thân chẳng có số lượng. Bởi vì vô lượng nên nói thân Như Lai là cõi vô lượng, đồng với cõi chúng sinh. Khi Như Lai thành chánh giác, dùng một tướng phương tiện vào tam muội thiện giác trí và tam muội rồi, nơi một thân rộng lớn thành chánh giác, hiện ra thân đồng số tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh đều trụ ở trong pháp thân của Phật. Như một thân rộng lớn thành chánh giác,
Tất cả thân rộng lớn thành chánh giác cũng đều như vậy. Các vị Phật tử, Như Lai có pháp môn vô lượng môn thành chánh giác như vậy. Bởi vậy nên biết Như Lai hiện thân chẳng có số lượng. Bởi vì vô lượng nên nói thân Như Lai là cõi vô lượng đồng với cõi chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết trong một lỗ trần lồng thân Như Lai có tất cả số chúng sinh đồng với thân chư Phật. Tại sao? Vì thân Như Lai thành chánh giác, rốt ráo không sinh diệt. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết trong một lỗ chân lông trên thân Như Lai có tất cả số lượng chúng sinh đồng với thân chư Phật. Tại sao? Vì thân Như Lai thành chánh giác, rốt ráo không sinh không diệt. Như một lỗ lông khắp pháp giới, tất cả lỗ lông cũng đều như vậy. Nên biết không có chút hư không nào mà chẳng có thân Phật. Tại sao? Vì Như Lai thành chánh giác, chẳng nơi nào mà không đến. Tùy sở năng của Ngài, tùy thế lực của Ngài ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề đạo tràng, dùng đủ thứ thân thành đẳng chánh giác. Như một lỗ lông đầy khắp pháp giới, tất cả lỗ lông cũng đều như vậy. Nên biết không có chỗ nào mà chẳng có thân Phật. Thậm chí ở trong một hạt bụi cũng có thân Phật ở trong đó. Tóm lại bất cứ ở đâu cũng đều có thân Phật. Tại sao vậy? Vì pháp thân của Như Lai thành chánh giác, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Tùy sở năng của Ngài, tùy thế lực của Ngài ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề đạo tràng, dùng đủ thứ thân thành đẳng chánh giác. Cho nên pháp thân của Phật vô tại vô bất tại, không thiếu cũng không thừa. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết tâm mình niệm niệm thường có Phật thành chánh giác. Tại sao? Vì chư Phật Như Lai chẳng lìa tâm này mà thành chánh giác. Như tâm mình, tâm của tất cả chúng sinh cũng lại như thế, nếu có Như Lai thành đẳng chánh giác. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết tâm mình niệm niệm thường có Phật thành chánh giác. Do đó có câu: một niệm giác tức là Phật, một niệm mê tức là chúng sinh. Niệm niệm giác, niệm niệm Phật, niệm niệm mê, niệm niệm chúng sinh. Tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai dùng tâm mình tu hành cho nên mới được thành Phật. Tại sao chúng sinh chẳng thành Phật? Vì chẳng dùng chân tâm tu hành. Nếu gặp chút cảnh giới nghịch thì nhẫn chịu chẳng đặng, bị cảnh giới làm lay động. Nếu dùng tâm mình niệm niệm thành Phật thì tâm của tất cả chúng sinh cũng niệm niệm thành Phật. Khắp cùng rộng lớn chẳng có chỗ nào mà không có, chẳng lìa chẳng dứt, không có ngừng nghỉ, vào pháp môn phương tiện không thể nghĩ bàn. Khắp cùng rộng lớn chẳng có chỗ nào mà không có, niệm niệm liên tục, chẳng lìa chẳng dứt, không có tâm giác ngộ ngừng nghỉ, mới vào được pháp môn phương tiện không thể nghĩ bàn. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết Như Lai thành chánh giác như vậy. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết đạo lý Như Lai thành chánh giác như vậy. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, vì Ngài từ bi tha thiết cho nên dùng pháp môn kệ tụng quyền xảo phương tiện để nói, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm đều minh bạch nghĩa lý trên. Chánh giác biết rõ tất cả pháp không hai lìa hai, đều bình đẳng, tự tánh thanh tịnh như hư không, ta với chẳng, ta không phân biệt. Tại sao gọi là chánh giác? Vì thấu rõ tất cả pháp đều là pháp môn không hai, lìa khỏi không và có hai bên, đắc được bình đẳng trung đạo, tự tánh của Phật thanh tịnh như hư không, tướng ta và chẳng phải tướng ta vốn chẳng có sự phân biệt, cũng có thể nói chẳng có sự khác biệt. Như biển ấn hiện thân chúng sinh, nhờ đó nói nó là biển cả. Bồ đề khắp ấn các tâm hạnh, bởi vậy nên nói là chánh giác. Giống như hải ấn tam muội ở trong biển hay hiện ra thân của tất cả chúng sinh. Tóm lại thân của tất cả chúng sinh ấn ở trong biển, vì khắp tất cả đều ở trong hải ấn tam muội, cho nên gọi là biển cả. Bồ Tát khắp ấn trong tâm của tất cả chúng sinh, bởi vậy cho nên mới gọi là chánh giác. Chánh giác tức là bồ đề, bồ đề tức là chánh giác, tên khác nhau mà nghĩa giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Ví như thế giới có thành hoại mà trong hư không chẳng tăng giảm, tất cả chư Phật hiện thế gian, bồ đề một tướng luôn vô tướng. Giống như thế giới có thành thì cũng có hoại, thế giới có thành trụ hoại không, nhưng hư không chẳng có thành trụ hoại không, cho nên chẳng tăng chẳng giảm. Mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian, bồ đề một tướng cũng chẳng có. Tại sao? Vì vô tướng vậy. Nhiều người hóa tâm hóa làm Phật,
hóa và chẳng hóa tánh không khác, tất cả chúng sinh thành bồ đề, thành và chẳng thành không tăng giảm. Giống như có người có thể biến hóa ra tâm nhiều như số cát sông Hằng, trong mỗi tâm lại có thể biến hóa ra Phật nhiều như số cát sông Hằng. Hóa và chẳng hóa vốn chẳng có gì khác biệt, khi hết thảy tất cả chúng sinh thành Phật, thành và chẳng thành chẳng có vấn đề gì, đều không tăng không giảm. Phật có tam muội tên thiện giác, dưới cội bồ đề vào định này, phóng vô lượng quang đồng chúng sinh, khai ngộ quần sinh như sen nở. Phật có tam muội tên là thiện giác trí, Phật ngồi trên tòa kim cương dưới cội bồ đề, nhập vào tam muội này, Phật phóng ra quang minh số lượng bằng số chúng sinh, khai ngộ hết thảy chúng sinh như hoa sen nở. Như kiếp ba đời cõi chúng sinh, hết thảy tâm niệm và ưa thích, Phật hiện thân đồng số như vậy, cho nên chánh giác tên vô lượng. Giống như kiếp ba đời cõi chúng sinh, hết thảy tâm niệm và sự ưa thích, Phật đều biết đều thấy chúng sinh nhiều như vậy, tâm niệm can tánh dục vọng của họ, Phật đều hiện thân ra để giáo hóa họ. Bởi vậy cho nên chánh giác tên là vô lượng, còn gọi là thân vô lượng chánh giác. Phật tử Đại Bồ Tát nên làm thế nào để biết được Như Lai ứng chánh đẳng giác truyền bánh xe pháp? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị Phật tử, Đại Bồ Tát nên làm thế nào để biết được Như Lai ứng chánh đẳng giác truyền bánh xe pháp? Phật tử Đại Bồ Tát nên biết như vậy: Như Lai dùng sức tâm tự tại không khởi không truyền mà truyền bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp luôn không khởi, dùng ba thứ truyền, dứt điều nên dứt mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp lìa biên kiến, lìa dục tế chẳng phải dục tế mà chuyển bánh xe pháp, vì vào tất cả pháp hư không tế, không có lời nói mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp không thể nói, rốt ráo tịch diệt mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh niết bàn. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên biết như vậy: Như Lai dùng sức tâm tự tại cũng không khởi cũng không chuyển mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh thường không khởi, vì biết, vì khiến cho tất cả chúng sinh dứt phiền não, dùng phương pháp ba thứ chuyển dứt, đáng dứt mà chuyển bánh xe pháp. Ba chuyển bánh xe pháp là thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển. Thị chuyển, đây là khổ tánh bước bách, đây là tập tánh chiêu cảm, đây là diệt tánh có thể chứng, đây là đạo có thể tu, đó là tướng thị vốn đế. Khuyến chuyển, đây là khổ, ông nên biết, đây là tập, ông nên dứt, đây là diệt, ông nên chứng, đây là đạo, ông nên tu, đó là khuyên tu hành. Chứng truyền, đây là khổ, ta đã biết, đây là tập, ta đã dứt, đây là diệt, ta đã chứng, đây là đạo, ta đã tu, đó là Phật đã chứng, Phật biết tất cả pháp lìa không có hai bên. Vì lìa khỏi tà kiến, lìa khỏi dục tế, chẳng phải dục tế, mà chuyển bánh xe pháp, về vào tất cả pháp hư không tế, không có lời nói mà truyền bánh xe pháp, dùng không lời nói để nói tất cả pháp, biết tất cả pháp vốn là không nói không truyền nên quán sát như thế. Pháp là rốt ráo tịch diệt mà truyền bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh niết bàn, dùng tất cả văn tự tất cả lời lẽ mà truyền bánh xe pháp, vì âm thanh Như Lai không chỗ nào mà chẳng đến, biết tiếng như vang mà truyền bánh xe pháp, vì thấu rõ thật tánh của các pháp, ở trong một tiếng vang ra tất cả tiếng mà truyền bánh xe pháp, vì rốt ráo không có chủ, không sót không hết mà truyền bánh xe pháp, vì không chấp trước trong ngoài, dùng tất cả văn tự và tất cả lời lẽ mà truyền bánh xe pháp, vì âm thanh Như Lai không chỗ nào mà chẳng đến, biết tiếng như vang mà truyền bánh xe pháp, vì thấu rõ thật tánh của các pháp, ở trong một tiếng vang ra tất cả tiếng mà truyền bánh xe pháp, vì rốt ráo không có chủ, không sót không hết mà truyền bánh xe pháp, vì không chấp trong cũng không chấp ngoài. Phật tử, ví như tất cả văn tự lời lẽ hết kiếp thuở vị lai nói không hết được, Phật truyền bánh xe pháp cũng lại như thế, tất cả văn tự an lập khai thị không có ngừng nghỉ, không có cùng tận. Phật tử, Như Lai truyền bánh xe pháp đều vào tất cả lời lẽ văn tự mà không chỗ trụ, ví như viết chữ vào khắp tất cả sự việc, tất cả lời lẽ, tất cả toán số, tất cả nơi thế gian, xuất thế gian mà không chỗ trụ. Âm thanh Như Lai cũng lại như thế, vào khắp trong tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo mà không chỗ trụ. Đủ thứ lời lẽ của tất cả chúng sinh đều không lìa khỏi bánh xe pháp Như Lai. Tại sao? Vì lời lẽ thời tướng, tức là bánh xe pháp,
Các vị Phật tử ví như tất cả văn tự và tất cả lời lẽ, dù hết kiếp thuộc vị lai cũng nói không hết được. Phật truyền bánh xe pháp cũng lại như thế. Phật nói tất cả kinh điển, hiện bày tất cả chân lý, không có ngừng nghỉ, bất cứ nói gì cũng nói không cùng tận. Các vị Phật tử như lai truyền bánh xe pháp đều vào tất cả lời lẽ và tất cả văn tự mà không chỗ trụ, tức cũng là không chấp trước, ý như viết chữ và khắp tất cả sự việc, tất cả lời lẽ, tất cả toán số, tất cả nơi thế gian và xuất thế gian mà không chỗ trụ. Âm thanh của Như Lai cũng là như thế, vào khắp trong tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo mà không chỗ trụ. Tất cả chúng sinh đủ thứ lời lẽ đều không lìa khỏi bánh xe pháp Như Lai. Tại sao? Vì lời lẽ thời tướng, tức là bánh xe pháp.